Ngày 15 tháng 5 năm 2020, đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Là đô thị trung tâm của tỉnh, thành phố Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng và tập trung các khu, điểm, tuyến du lịch quy mô, cũng như nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ lữ hành, phục vụ hoạt động du lịch. Theo đánh giá của đoàn khảo sát, đây là những lợi thế lớn của địa phương trong phát triển du lịch so với các huyện thị còn lại. Qua khảo sát thực tế tại một số khu du lịch và làm việc với lãnh đạo địa phương, đoàn đã ghi nhận những khó khăn cũng như kiến nghị, đề xuất về công tác phát triển du lịch trên địa bàn. Ông Trần Văn Ý, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị địa phương cần phát huy hơn nữa những lợi thế và khai thác triệt để những tiềm năng du lịch sẵn có, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù, xác định vai trò của các ngành chức năng trong việc phân cấp quản lý nhà nước về phát triển du lịch để có sự phối kết hợp chặt chẽ, biểu dương nhân rộng các mô hình làm du lịch hiệu quả, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động này một cách chuyên nghiệp nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.